Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Quang Trọng Thủy chào lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới của ngày thứ tư hôm nay, và lẽ đương nhiên khuyến cáo bắt đầu vào ngày hôm nay cho đến thứ sáu này nóng và nhiệt độ vô cùng nguy hiểm. Thảo Yên, bao nhiêu độ? Em phải coi em mở đúng thành phố không, sao cái số nó cao dữ vậy? Mà nó còn cao kéo nhiều ngày nữa. Quý vị, hôm nay họ ghi là 94 nhưng mà chúng ta phải cộng thêm khoảng 3-4 độ nữa. Yeah. Cho nên là phải là 97-98 ngày hôm nay. Ghê hơn nữa là ngày mai thứ năm, thứ sáu là cái con số 97-96 là trên 100 rồi. Hai ngày sắp đến là trên 100. Rồi thứ bảy, chủ nhật cũng khoảng đâu 95. Nói chung là 4-5 ngày sắp đến đó, quanh quẩn từ cái mức 95 đến 100. Phải qua đến đầu tuần sau thì chúng ta mới thấy là nó xuống từ từ ở cái mức là 280 thưa quý vị. Tại Anaheim, nghĩa là từ Garden Grove trở lên Anaheim, Fullerton nóng hơn so với Fountain Valley, Huntington Beach. Ngày hôm nay chỉ có 98 độ. Thôi thưa quý vị. Nhưng mà quý vị thấy không? Nói gì thì nói, nhưng mà buổi chiều tối khi mặt trời bắt đầu từ từ đi xuống rồi thì nhiệt độ cũng giảm nhanh. Cho nên dầu sao đi nữa vẫn đỡ hơn nhiều so với Texas và Phoenix, Arizona cũng như New Mexico và Nevada. Las Vegas thì từ sáng tới tối xuống, buổi tối thì xuống thêm vài độ. Tức là ban ngày 110 mấy độ thì buổi tối cũng 100 độ mấy. Thưa quý vị, đây 70 độ vào ban đêm. Những ngày tới chẳng hạn như ngày mai đó, đây là nhiệt độ thời tiết của Anaheim, 103, nơi nóng nhất. Bởi vì bước qua khỏi Anaheim là tới La Habra, là vào quận Los Angeles rồi. 72 độ vào ban đêm. Ngày thứ 6, hai ngày thứ 5, thứ 6 xem như nóng nhất. Và đến ngày thứ 6 đó nhiệt độ vẫn là 76 độ. Nhưng mà sau đó chúng tôi nhìn thấy nó cũng chẳng khá hơn, Thảo Yên ơi. Bởi vì thứ 7 là 100, chủ nhật 99, 95, 94, 90. Cho tới mãi đến ngày thứ 7, 14, giữa tháng 9, nhiệt độ bắt đầu mới xuống dần. Yeah, đó là tình hình hiện nay. Và như chúng tôi đã thưa, các người Việt Nam ở Phoenix, Arizona rất là đông. Vâng. Và trong suốt 100 ngày qua, nhiệt độ là 100 trở lên. Và đây hàng loạt. Đây là Phoenix, Arizona. Cho nên nói ở quận Cam, ở Los Angeles nóng, nhưng mà so với Phoenix thực sự nó chẳng thấm tháp vào đâu. Phoenix, quý vị thấy không, buổi sáng, buổi trưa nắng 108, những ngày tới là 111 độ, ban đêm là 89-88. Và quý vị thấy cái nhiệt độ nó nóng ở nó khác với lại Texas. Texas vừa nóng mà vừa bị nhiều hơi nước đó, ẩm. Cho nên cái nhiệt độ nóng ở Texas nó khác với lại Phoenix, nó rất là khô. Phoenix nóng là sa mạc nóng, cho nên rất là khô. Và vì thế nguy hiểm 100 ngày. Ấy vậy mà thủ phủ của Arizona, người ta thấy dân số vẫn kéo vào đây đông, công ăn việc làm vẫn tốt và nhà cửa vẫn rẻ hơn, cũng không xa với California. Tình hình tài chính trong ngày hôm nay nó đỡ hơn một chút xíu, nhưng mà Nasdaq thì thê thảm. Nvidia, công ty có trụ sở trung ương ở tại San Jose, San Francisco, riêng ngày hôm qua khi mà Nasdaq xuống mấy trăm điểm, nó mất hơn 200 tỷ Mỹ Kim trong một ngày. Bởi vì ngay bây giờ đó, những các cổ phiếu liên quan tới ngành công nghệ và những công ty nào nghiên cứu về AI đó, thì thực sự nó mất thời gian, và bây giờ giới đầu tư họ muốn bán tháo để chốt lời nhiều hơn.
cho nên nó kiếm lời. Sau đó chúng ta thấy là đây là đâu phải là lần đầu tiên đâu, nó nhiều đợt đã xảy ra rồi, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan tác ngành công nghệ cao, nghiên cứu về chip điện toán rồi AI. Dow Jones lên 85 điểm, 41.022, nghĩa là thị trường lúc này người ta quan tâm về tăng trưởng kinh tế. Dầu thì tin công trái phiếu 10 năm là 3,79 bắt đầu đi xuống rồi. Người ta trông chờ trong tháng này thì Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất. Dầu trong ngày hôm nay lần đầu tiên dưới mức 70 đô la. Và điều này cho thấy là các quốc gia sản xuất dầu hỏa vẫn tiếp tục bơm dầu. Nga vẫn muốn bán thật nhiều dầu để mà lấy tiền đó đổ vào nguồn máy chiến tranh với Ukraine. Cho nên thị trường dầu lúc này thừa mứa, hết mùa hè rồi và mức tiêu thụ cũng giảm. Chưa kể đó là số lượng xe điện, và đặc biệt California trong vài năm qua nhờ năng lượng mặt trời giờ đây tiết kiệm rất nhiều, và thậm chí chính quyền California còn muốn hoàn trả tiền điện 980 triệu Mỹ Kim trả lại để mà giúp cho người dân. Nhưng mà đó chỉ là cái dự luật đưa ra thôi. Điều này cho thấy California tiết kiệm điện rất là nhiều. Và tiết kiệm điện có nghĩa là không có sử dụng dầu hỏa hay khí đốt để tạo năng lượng. Dầu còn 70 đô ngày hôm nay. Vàng lên 3 đồng 2, 2.526 đồng một troy ounce. Và thưa quý vị, đây là hình ảnh hai vợ chồng Linda Sun và Christopher Hu. Bà vợ là cựu nhân viên cho bà thống đốc Kathy Hochul đó. Như chúng tôi thưa ngày hôm qua là bà bị bắt, và ngày hôm qua cũng là ngày đầu tiên mà bà phải ra tòa để mà nghe những cái tội trạng truy tố từ phía Bộ Tư pháp. Thì bây giờ đó, những cái cáo trạng đối với hai vợ chồng này đã chính thức được đưa ra cho công chúng biết. Linda Sun bị truy tố các tội sau đây. Thứ nhất, không ghi danh với chính phủ Hoa Kỳ là làm đặc vụ foreign agent cho chính phủ nước ngoài, mà chính xác là phía chính quyền Trung Cộng, thưa quý vị. Bà ta còn bị truy tố thêm những cái tội là visa fraud, buôn người, alien smuggling và rửa tiền. Thì cái vụ mà visa fraud, alien smuggling và rửa tiền, một lát nữa chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết là bà ta đã có những cái sai phạm gì ở đó. Còn ông chồng Christopher Hu thì bị truy tố tội âm mưu rửa tiền, âm mưu thực hiện bank fraud và sử dụng danh tính một cách không hợp pháp. Thì thưa quý vị, phía văn phòng của bà thống đốc Kathy Hochul đó xác nhận là bà vào năm ngoái tháng 3 năm 2023, Linda Sun chính thức bị sa thải, bị đuổi việc khỏi Bộ Lao động của New York khi mà có những cái bằng chứng rất là rõ ràng là bà ta đã sai phạm giấy tờ và lợi dụng cái chức quyền của mình. Và lúc đó đó thì người ta chỉ dùng những cái từ như là làm lợi cho chính phủ nước ngoài. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta mới biết đó là, thứ nhất, lợi dụng cái chức vụ của mình ở Bộ Lao động. Và quý vị cũng nhớ trước khi mà vào trong Bộ Lao động đó thì Linda Sun này từng lên nắm giữ đến cái chức là chánh văn phòng cho bà Kathy Hochul, cho nên bà có những cái mối quan hệ với tất cả những quan chức mà cao cấp ở tại New York. Thì bà ta đã rất nhiều lần ngăn chặn những đại diện của chính phủ Đài Loan có thể gặp gỡ những quan chức cấp cao ở tại New York. Và ngược lại, bà ta tự thay đổi những cái thông điệp của các quan chức chính phủ tại Hoa Kỳ này về đối với tất cả những cái vấn đề quan trọng, cái mối quan hệ rồi kinh tế vân vân, mà họ giống như là đưa ra những cái quan điểm đối với chính phủ Trung Cộng, mà bà ta thay đổi theo yêu cầu của phía chính phủ Trung Cộng, thưa quý vị, theo cái chiều hướng mà Trung Cộng muốn. Và sau đó bà Linda Sun này đó, không biết bằng cách nào bà ta đã lấy được những cái thư mời mà phía FBI đó họ ghi là unauthorized invitation letter, thưa quý vị, nghĩa là thư mời từ phía chính phủ với chính phủ mời, nhưng mà không biết bà ta lấy từ phía văn phòng của ai, rồi ai là người ký những cái lá thư đó để mà bà ta đưa cung cấp những cái lá thư đó
cho những cái đại diện của phía Trung Cộng đi qua Hoa Kỳ này. Và đương nhiên khi mà có được những cái thư mời thì phía đại diện Trung Cộng sẽ được chính quyền Hoa Kỳ cấp visa thôi quý vị. Cho nên từ cái chỗ này bà ta mới bị truy tố thêm cái tội là buôn người và visa fraud là như vậy. Và sau đó thì đương nhiên đến cái chuyện đó là bà ta làm tất cả những cái thứ này là làm lợi cho phía chính quyền Trung Cộng, thì chẳng khác nào bà ta là spy cho phía Trung Cộng nhưng mà lại không ghi danh với phía chính phủ Hoa Kỳ, là một cái hành vi bất hợp pháp. Ngược lại bà ta, phía Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho biết là không những không ghi danh mà trong suốt nhiều năm qua bà ta cố tình che giấu cái thân phận thật sự của mình. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này quý vị nha. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Vâng, thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa, phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ. Giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng, thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949-629-0103. Chợ Tràm Chim trên đường Westminster trong khu chợ Sài Gòn là nơi lý tưởng để họp mặt bạn bè với các món tôm hùm xào đặc biệt, tôm nghêu hào sò nướng lẩu dê, món mới cá nướng da giòn thơm ngon không đối thủ. Cuối tuần tăng cường thêm món gà nướng lu, đặc biệt sóc hay party tray cho 10 người chỉ từ 220 đồng, tặng thêm khay trái cây tráng miệng hay 5 khay có luôn 5 pound lobster chỉ có 320 đồng, free delivery trong vòng 5 mile. Quý khách đến tiệm ăn trên 100 đồng sẽ được tặng một con cá nướng. Chợ Tràm Chim mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. 714-951-3194.